Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ biểu diễn thêm một khả năng của tiên cá mà trên thế giới có mình tôi làm được, đó là điều khiển nước. Đâu đưa đây cho tôi. Là tôi sẽ dùng tay để tạo ra lốc xoáy trong nước. Mà làm được thì mấy em là tiên cá. Không, ba. Hả? Ba em làm được, ba em là tiên cá. Chừng nào làm được thì sẽ thành tiên cá, ok. Đó là dấu hiệu phân biệt của tiên cá, người thường. Điều khiển được nước sẽ trở thành tiên cá thật sự, ok.